Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em tìm một vài cái rương báo nằm ở trên đảo Gui nha. Thì hiện tại mình đang đứng ở cái đảo Câu Cá. Bây giờ anh em bay ra đây giúp mình ở đây. Thấy không, đảo Câu Cá nha anh em. Một cái rương. Rương này là rương lưu kim nha. Rồi ok. Anh em tới đây anh em bấm ngưng bay đi. Rồi anh em chọn cho mình một cái tọa độ nha. Đó là 405 và 420. Sẽ có một cái rương nằm ở phía trước khẩu đội, kiểu như khẩu pháo á, ở dưới cái ban hội nha anh em. Nó dịch chuyển tới đây. Anh em thấy cái khẩu đại pháo không? Sẽ có một cái rương nằm trước đây. Đó, anh em thấy chưa? Anh em phải hạ thấp cánh xuống anh em mới thấy nha. Rồi ok chưa? Rồi cái một cái rương nằm ở phía sau đoạn dốc của hồ bơi á. Thì bây giờ anh em nhập giùm mình cái tọa độ đi, để cho nó bay gần gần tới khu đó rồi anh em kiếm ha. 372 và 415. Ở đây thì anh em bay lên nha. Mình thấy cái cầu tàu hồ bơi nha. Anh em bay lên đây coi. Có phải đây không? Rồi đúng rồi nha anh em. Đó là nó nằm ở đây. Rồi rồi anh em chọn cho mình cái địa điểm tiếp theo nha, là 380, 380 và 194. Rồi nó dừng ở đây thì anh em bay lên nha. Rồi nằm trong đây nha anh em. Anh em hạ cánh xuống. Rồi ok. Đó nó cũng chạy qua mé bên trái anh em thấy không? Thì tốt nhất là anh em tự bay thôi. Thấy chưa, cái này thì mình mở rồi. Rồi thế là anh em bay lên lại. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái vị trí rương tiếp theo, đó chính là 379 và 173. Ở đây anh em đi xuống dưới đi.
Rồi đây là cái vị trí của cái rương tiếp theo nha anh em. 322 và 121. Rồi, nó nằm bên đây nha anh em. Rồi. Còn một cái cuối cùng nữa ha. Cái này thì anh em nó bay tới đây thì anh em bay lên cao lên. Nó nằm trên đây nè. Rồi ok. Vị trí rương báo ở đảo vui mình làm xong rồi nha. Nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì cho anh xin một like và một lượt đăng ký kênh. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.